Giá vàng trên thế giới tăng trở lại do đô la Mỹ biến động khó lường. Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục yên ắng. Đây là phiên thứ 19 liên tiếp giá vàng miếng SJC được giữ ổn định. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết như sau: mua vào 74.980.000 đồng một lượng, bán ra 76.980.000 đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn dẹp dĩ KLG 4 số 9 mua vào 7.340.000 đồng một chỉ, bán ra 7.440.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang kim long KLG 24 carat mua vào 7.240.000 đồng một chỉ, bán ra 7.420.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp kim long KLG 18 carat mua vào 5.050.000 đồng một chỉ, bán ra 5.350.000 đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng theo niêm yết của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 25.220 đồng, bán ra 25.470 đồng; đô la Úc mua vào 16.539 đồng, bán ra 17.242 đồng; euro mua vào 26.645 đồng, bán ra 28.106 đồng; bảng Anh mua vào 31.452 đồng, bán ra 32.789 đồng; tiền Nhật mua vào 152 đồng, bán ra 161 đồng.